Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Sao Việt. Và Đan tin chắc chắn rằng trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ được cập nhật thêm rất nhiều những thông tin mới, nóng hổi và bổ ích. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Ngọc Quyên một mình nuôi con tại Mỹ, bật khóc khi thấy mẹ già ở quê. Nhìn thấy hình bóng mẹ lủi thủi một mình tại Việt Nam, Ngọc Quyên rơi nước mắt vì cảm thấy bất hiếu khi không thể về thăm nhiều hơn. Từng là một siêu mẫu đình đám thường xuyên được chọn mặt gửi vàng trong những vị trí đắc địa trên sàn runway. Trong lúc đỉnh cao sự nghiệp, Ngọc Quyên quyết định sang Mỹ theo chồng sinh sống. Cuộc hôn nhân không mấy suôn sẻ khi cô và chồng cũ đã ly hôn. Hiện tại, nữ siêu mẫu năm nào đang làm mẹ đơn thân và có cuộc sống cũng như sự nghiệp phát triển trên đất Mỹ. Ngọc Quyên lặng lẽ kể về những ngày tháng vất vả và câu chuyện về mẹ. Ngọc Quyên kể về những khó khăn trên đất Mỹ. Trong chương trình Người Kết Nối, Ngọc Quyên được mời tham gia kể về cuộc sống hiện tại của mình nơi đất khách quê người. Những góc khuất trong cuộc sống của nữ diễn viên dần được hé lộ. Ngọc Quyên chia sẻ về 4 năm trước đó, cô đã vô cùng hoang mang khi chập chững bước chân trên đất Mỹ. Định thần và thích nghi được mọi thứ, cô bắt đầu công việc kinh doanh sau khi sinh em bé cách đó không lâu. Những ngày đầu tiên, chồng cũ cũng hỗ trợ cô ít nhiều, nhưng anh ấy có công việc riêng cần quán xuyến nên không giúp cô mãi được. Dù gặp không ít khó khăn nhưng hiện tại Ngọc Quyên đã cân bằng được cuộc sống. Lúc đó tôi vừa phải chăm con ở nhà, vừa phải đóng hàng cho khách mà mới sinh xong thì khá yếu, với những thùng hàng khá lớn mấy trăm ký mà tôi phải tự đẩy vào luôn, nữ siêu mẫu chia sẻ. Gặp nhiều bất lợi khi làm mẹ đơn thân, nhưng Ngọc Quyên vẫn mang đến cho con điều kiện phát triển tốt nhất. Ngọc Quyên chia sẻ thêm, tôi bị sốc tại vì nó không như mình nghĩ. Một tháng đầu cái gì cũng đẹp, cái gì cũng mới. Hết một tháng là hết chỗ chụp hình, mình không có quốc tịch, không có lái xe nên bất tiện. Chồng cũ mua cho tôi một chiếc xe đạp, đi cũng xa nên mệt lắm, sau đó trở về. Lại với 4 bức tường tôi bị căng thẳng chịu không nổi. Trải qua nhiều khó khăn, Ngọc Quyên đã cân bằng được cuộc sống của mình. Cô đang có một cửa hàng chăm sóc sắc đẹp thịnh vượng trên đất Mỹ. Tức bực với chuyện kinh doanh, nhưng nữ siêu mẫu vẫn dành thời gian chăm sóc cho con. Ngọc Quyên đang cùng con sống bình yên trên đất Mỹ. Ngọc Quyên bật khóc khi thấy mẹ lủi thủi ở quê. Trong chương trình Người Kết Nối, Ngọc Quyên cũng tâm sự chuyện không thể về quê nhà. Một mình tôi đi thì không sao hết, nhưng có con nữa thì phải có sự đồng ý của chồng cũ. Nên thông thường mẹ tôi sẽ qua đây thăm. Cuộc sống với tôi có hai điều quan trọng là công việc và con cái. Tiệm tôi như vậy, tôi về quê hương thì đâu ai xem đâu. Khi không được ở gần chăm sóc mẹ, tôi khóc hoài vì thấy mình bất hiếu. Mẹ của tôi cũng lớn tuổi rồi mà phải bay qua thăm con. Nhưng cũng phải động viên mẹ ráng để tôi lo giấy tờ bảo lãnh mẹ qua. Những khi rảnh rỗi, mẹ của cô thường bay sang Mỹ thăm con gái cùng cháu. Thấu hiểu nỗi lòng của người con xa quê, chương trình đã mang đến một món quà bất ngờ cho Ngọc Quyên. Ban tổ chức đã âm thầm ghi hình mẹ cô ở Việt Nam và phát đoạn clip này. Ngọc Quyên lặng lẽ khi thấy hình bóng đơn chiếc của mẹ tại Việt Nam. Nhìn thấy bóng đơn chiếc của mẹ tại quê nhà, Ngọc Quyên rơm rớm nước mắt. Mẹ cô nàng cũng chia sẻ có những đêm nhớ con chịu không nổi nên đành con clip cùng con hàng huyên tâm sự. Người mẹ cũng kể thêm hiện tại con gái mình đang tất bật trong việc kinh doanh cũng như chăm con nhỏ nên hai mẹ con cũng ít thường xuyên nói chuyện như trước. Thời gian đầu Quyên đi, cô nhớ con da diết. Tại hồi còn ở Việt Nam thì mẹ đâu là con đó, không khi nào Quyên rời cô hết. Quyên đi diễn đi đâu cô cũng đi theo hết, sát cánh nhau nhiều quá tự nhiên đùng một cái Quyên đi, cuộc sống thay đổi hoàn toàn, cô buồn lắm. Mẹ cô chia sẻ đầy xúc động. Mẹ cũng có lời muốn nhắn nhủ cho con. Con hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, tinh thần phải mạnh mẽ, sáng suốt thì mới khỏe mạnh được. Có sức khỏe thì mới lo được cho con công việc. Mẹ không mong gì hơn khi thấy con và cháu khỏe mạnh, mẹ mừng lắm. Mẹ hiện tại cũng ổn, không có gì đâu. Con đừng lo cho mẹ nhiều, mẹ lúc nào cũng muốn ở bên con hết. Mẹ cũng rất yêu con và yêu cháu. Mẹ Ngọc Quyên gửi lời đến con gái. Nghe thấy những lời động viên cũng như hỏi thăm từ mẹ, Ngọc Quyên xúc động bật khóc. Cô cũng chia sẻ trong thời gian sớm nhất khi lo liệu công việc chu tất, cô sẽ sắp xếp bảo lãnh mẹ sang ở chung. Cầu cho mọi thứ suôn sẻ, mẹ qua được thì quá tốt, vì có mẹ có con, đỡ phải cảnh về nhà một mình buồn dã man. Ngọc Quyên mong rằng khi mọi thứ ổn định, cô có thể dắt mẹ sang ở chung. Là một siêu mẫu lâu năm trong làng thời trang của Việt Nam, Ngọc Quyên khiến nhiều người tiếc nuối khi tạm dừng sự nghiệp của mình để sang Mỹ định cư. Khán giả vẫn mong chờ từng ngày Ngọc Quyên có thể trở về Việt Nam và tái xuất trên sàn diễn runway trong tương lai. Bị ngân 98 đá đểu, Ngọc Trinh thâm thúy đáp trả. Ngọc Trinh đã chứng minh rằng mình thực sự khác trước, không còn quan tâm để những thị phi mà người khác cố tình đem lại. Ngọc Trinh hiện tại đánh giá là một trong những người đẹp nổi tiếng hàng đầu của showbiz Việt, bởi sức hút của cô nàng ở mỗi hành động hay mỗi sự xuất hiện nào.
Ngoài nữ hoàng nội y, biệt danh nữ hoàng Thị Phi có lẽ cũng rất phù hợp với Ngọc Trinh. Tuy nhiên, những chuyện thị phi không phải lúc nào cũng do cô nàng tạo ra, mà đôi khi lại còn trên trời rơi xuống bởi những người khác. Ngọc Trinh hiện tại đã không còn thị phi như xưa nữa. Ngân 98 bị chỉ trích vì ngầm gây hấn với Ngọc Trinh. Mới đây không hiểu, bị ai chọc giận mà Ngân 98 đã đăng một bài viết dài giải thích vấn đề mà cô nàng bức xúc. Cụ thể, do thường bị gắn ghép với một việc bản thân không thích, Ngân 98 đã lên tiếng phủ nhận, cũng như đưa ra nhiều lý lẽ chứng minh. Tuy nhiên, điều người đọc quan tâm nhất chính là việc cô nàng chủ động nhắc đến Ngọc Trinh. Cô nàng hot girl luôn ngập mình trong những điều tai tiếng. Riêng cá nhân Ngân thì Ngân thấy việc làm đó nó là bình thường, chả có gì xấu, đỡ hơn là làm ăn cắp ăn trộm. Mà tại Ngân không thấy có đam mê với cái nghề đó nên Ngân không có làm nha. Chứ Ngân mà chịu làm thì bây giờ Ngân giàu như chị Ngọc Trinh, có khi còn hơn luôn. Mặc dù Ngân không ngoan, nhưng đại gia các thứ đòi nuôi và nhiều người còn trả cái giá rất cao để được gặp Ngân mà không được ấy nhé. Bài đăng đụng chạm Ngọc Trinh của Ngân 98. Nhiều bình luận bất bình vì thái độ bóng gió của Ngân 98. Ngọc Trinh thâm thúy đáp trả, cuộc đời ta vốn chẳng giống nhau đâu. Có lẽ câu chuyện này đã phần nào đến được tai Ngọc Trinh. Ngay sau đó, người quan tâm liền thấy cô nàng bất ngờ có động thái trên trang cá nhân. Ngọc Trinh đã chứng minh rằng mình thực sự khác trước, không còn quan tâm đến những thị phi mà người khác cố tình đem lại. Cô nàng chẳng mảy may dùng một câu đáp trả chính thức nào, mà thay vào đó là sử dụng lời của một bài hát ý nghĩa để thể hiện chính kiến. Ngọc Trinh dùng lời bài hát điều phi thường nhỏ bé để đáp trả, đừng gọi tôi với những thứ không hay, cuộc đời ta vốn chẳng giống nhau đâu. Có lẽ chính là điều mà Ngọc Trinh đang muốn nhấn mạnh. Được biết, bài hát này mang tên Điều Phi Thường Nhỏ Bé, là ca khúc vô cùng ý nghĩa mang hàm ý của vụ tinh thần của những người luôn bị bắt nạt, được sáng tác bởi nhóm nhạc sĩ, nhà sản xuất trẻ. Cách phản đòn của Ngọc Trinh bởi Ngân 98 được đánh giá vô cùng cao tay. Phản ứng trên đây của Ngọc Trinh dù được cho là dành cho Ngân 98, nhưng cũng có thể là suy đoán từ khán giả. Nhưng chung quy, nếu đúng là sự thật thì đây quả là một động thái vô cùng thâm thúy của nữ hoàng nội y. Gặp rào cản ngôn ngữ, Nguyệt Ánh vẫn khẳng định nói chuyện với chồng cả ngày không chán. Dù cả hai có nhiều điểm khác biệt về ngôn ngữ cũng như tính cách, nhưng diễn viên Cổng Mặt Trời vẫn luôn biết dung hòa để giữ gìn hạnh phúc. Luôn được biết đến là diễn viên sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trên báo chí. Cách đây không lâu, Nguyệt Ánh có dịp chia sẻ bộc bạch với người hâm mộ về cuộc sống hôn nhân với chồng ngoại quốc. Đầu năm 2017, nữ diễn viên Cổng Mặt Trời chính thức lên xe hoa với chồng Ấn Độ trước sự chúc mừng từ người thân và đồng nghiệp. Hiện tại cô đã chào đón con trai đầu lòng kháu khỉnh vào cuối năm 2018. Theo chia sẻ của Nguyệt Ánh, vợ chồng cô khác biệt rất nhiều về ngôn ngữ, văn hóa, thói quen sinh hoạt, ẩm thực. Tuy nhiên, cô cho rằng cả hai vợ chồng sẽ không bắt buộc đối phương thay đổi vì mình, thay vào đó sẽ cố gắng làm mọi thứ để trở nên hòa hợp hơn. Đối với nữ diễn viên, trong mắt cô, ông sở Ấn Độ là một người chồng, người cha tuyệt vời. Anh là người đàn ông của gia đình, trầm tính và ít khi thể hiện tình cảm bằng lời, nhưng luôn làm điều tốt nhất cho tôi và Nanda. Dù không cùng ngôn ngữ, chúng tôi hợp ý nhau nên có thể nói chuyện cả ngày mà không chán, Nguyệt Ánh chia sẻ. Với nhiều sự khác biệt về ngôn ngữ cũng như phong tục, bà mẹ một con cũng từng gặp nhiều khó khăn. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng lúc cưới xong cô vẫn bàng hoàng vì xung đột. Trước đó không lâu, Nguyệt Ánh cũng từng chia sẻ về việc cô đóng phim, ông xã có nhiều lần ghen tuông, thậm chí còn kiểm tra cả điện thoại, khiến chính nữ diễn viên cũng khá sốc. Tuy nhiên, cô cũng hiểu được rằng tất cả đều xuất phát từ tình yêu và nhiều cặp vợ chồng cũng gặp phải những tình huống này chứ không chỉ riêng cô. Tôi nghĩ để được là vợ chồng ngoài việc yêu thương nhau còn do duyên nợ. Giữa tôi và anh ấy không hề có bí mật. Tôi cũng luôn muốn người chồng lắng nghe tất cả cung bậc cảm xúc của mình, những vui buồn, giận hờn, yêu ghét. Và giờ thì con trai đã chiếm hết trái tim của chúng tôi rất hạnh phúc vì điều này, Nguyệt Ánh tâm sự. Ngoài việc cùng nhau chia sẻ gánh nặng tài chính gia đình, Nguyệt Ánh còn bộc bạch, chồng ngoại quốc cũng luôn giúp đỡ cô trong việc quán xuyến gia đình. Từ việc nhà nấu ăn đến chăm con đều là trách nhiệm chung của cả hai, luôn sẵn sàng làm nó một cách hứng thú. Anh ấy sát cánh cùng vợ trong chuyện nuôi dạy con trai và khéo léo ở hầu hết các công đoạn chăm con như ru bé ngủ, pha sữa, tắm bé. Nhờ có chồng san sẻ, tôi không trải qua những vấn đề tâm lý tiêu cực sau sinh. Nữ diễn viên khẳng định cả hai vợ chồng cùng giúp đỡ nhau, không cần phân chia công việc. Khi được hỏi về việc vợ chồng chiếm có nhiều thời gian của nhau, sẽ dễ nhàm chán gây mâu thuẫn, Nguyệt Ánh thẳng thắn bày tỏ quan điểm. Nữ diễn viên cho rằng đây là điều vô lý, bởi gia đình cô dù gặp rào cản về ngôn ngữ, nhưng cô có thể nói chuyện với ông xã cả ngày không biết chán. Tại sao nhỉ? Tôi nghĩ điều này hoàn toàn không chính xác. Vợ chồng ở với nhau cả đời chứ huống gì 24 giờ mỗi ngày. Khi có thêm thời gian cho nhau, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau sẽ càng yêu thương nhau nhiều hơn, nữ diễn viên bày tỏ. Dù gặp rào cản ngôn ngữ, Nguyệt Ánh vẫn muốn nói chuyện với chồng cả ngày không chán. Nguyệt Ánh đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại,